cho tất cả anh em. Thì để mình hôm nay mình sẽ test thử cái buổi tống kim hôm nay coi nè, đang chơi trên điện thoại để xem nó có nhẹ hơn không. Bây giờ mới vô đã có địch rồi anh em ơi. Mình sẽ chơi sử dụng cái băng bổng nha, vì cái băng bổng là BK nó ngon hơn anh em. Ồ chết, cái băng bổng thì nó dễ BK hơn anh em ơi, còn cái ban trưởng thì nó đánh rộng lắm, chủ yếu để farm quái thôi. Nói chung là lúc này là mình khỏe, cũng khỏe lắm rồi nha anh em, nói chung đánh cũng khỏe lắm. Chạy đi em ơi, bị nó đánh rút thì ghê luôn anh em ơi, quá rút luôn, nó đánh quá rút anh em ơi. Đúng là cái game này nhiều khi chơi cũng khó chịu thiệt anh em ơi. Nói chung là cái lúc đánh á chạy không được bị nó rút nó dồn đạp quá. Cái con gì nó lù lù anh em. Đấy, ui dạ, để mình để auto thử coi nè, nhiều khi đánh thì thấy nó không khủng anh em ơi. Đây, để auto thử coi, mình cũng đang để là chế độ đánh người mà đúng không, hình như là bên nó có thằng nào khỏe lắm hay gì anh em ơi, khá là khỏe anh em ơi. Mới còn 100 điểm mà. Kiểu này không được rồi, kiểu này không được rồi. Hình như là bên nó có bên nào khỏe lắm thì sao á. Ủa nó đánh mình bị dội ra không ta nè, không đứng hết được anh em ơi, bị dính độc anh em ơi. Không có kháng à, đúng là cái này cần phải lên kháng anh em ơi. Như mà mình đang thiếu kháng thì sao ấy. Đấy, nó đánh mình dội ra nè, cái con gì ta, cái con gì mà nó đánh mình dội ra ta, máy nào không biết, nó đánh dội rất là xa luôn á. Đấy, chém chết luôn. Ủa, liều. Tính ra là cái ban trưởng anh em, cái ban trưởng nó ăn ké nè, nó ăn ké còn ngon hơn là cái ban bổng nữa đó. Đấy, không thể nhúc nhích được nè anh em, thấy không? Ủa cái kỹ năng gì vậy ta, cái con gì mà nó đánh mình dính luôn vậy ta. Đấy, dính luôn. Càng thì càng ngày càng tụt anh em ơi. Con này không bay được nha em, không biết bị lỗi gì, không biết mà cái ban bổng này không bay được, cái ban trưởng thì nó bay đấy, mày nó đông quá nè, nó đông lắm anh em ơi, nó mình cũng vừa đánh vừa chạy rồi mà hạng càng ngày càng tụt anh em ơi. Đánh người à, đó là đèn bô đó, mấy thằng này có ngày chết cha rồi anh em ơi, hình như đúng là sống yếu điểm quá anh em, hèn chi. Thấy trên đây có thằng, đây cái gì đồ mình nhấp giữ gần luôn anh em ơi. Đấy, chạy con ơi, chạy, đó dính luôn anh em ơi, dính luôn anh em ơi, bị hút dữ lắm rồi anh em ơi. Hút khó chạy lắm. Đấy, con gì vậy ta? Phải trưởng thiệt chứ.
Ôi thứ hạng mình càng ngày càng lên, không giết được ai vậy ta? Để mình đổi là cái ban trưởng anh em ơi, để đổi là cái ban trưởng đi anh em ơi. Không biết đổi được không, nhưng mình mới đổi cái ban tổng anh em ơi. 15 cũng ngựa chết rồi. Đổi cái ban trưởng đang té thôi, không gì hết anh em ơi. Thấy chỗ này đông lắm anh em ơi, chỗ này đông quá, đánh nó khỏe quá. Ủa, sao nó cưỡi voi cưỡi gì vậy ta? Sao nó có voi vậy? Thua là phải rồi anh em ơi, nói chung là nó là dòng họ của bà Trưng hay gì á. Anh em cũng biết cái sự tích của bà Trưng rồi đó. Cưỡi voi là đánh phải khỏe thôi. Thỏ mình cũng cưỡi thỏ mà. Thỏ không phải voi anh em ơi. Sao mà nó không chết được thằng nào hết trơn vậy ta? Hay là mình cái côn của mình thảm đá hồi máu ta, hồi máu nó yếu hơn. Trời ơi, càng ngày càng giảm anh em ơi. Ôi chứ mình solo mình thấy khỏe lắm mà ta, mình đánh solo khỏe lắm anh em ơi. Nhưng mà vô đây thấy rất là yếu. Mình cũng không biết gì sao nữa. Vô đây đánh trong thành này nó yếu lắm. Nó rượu luôn, tất cả chơi rượu luôn anh em, chơi tới bến luôn anh em ơi. Rượu tới bến là hình như dễ chết quá. Nó có 200 mấy điểm mà đánh thua hồi sáng đó anh em ơi. Hồi sáng mình đánh còn điểm còn nhiều lắm, mà sao giờ quá trời rồi yếu mà. Giờ này không đánh chết ai luôn á ta. Ủa sao nó diễn nó liên sát 5-6 thằng luôn kìa. Ủa sao giờ này mình BK yếu quá ha, quá yếu luôn rồi. Chết bà rồi anh em ơi, chỗ này không được rồi. Hay là tụi nó đi ăn quái ăn đồ ta, mình không có ăn quái được ta. Ê rồi xong luôn. Lên hạng rồi, có triển vọng rồi anh em ơi. Đáng lý ra là cái băng bổng này BK ngon lắm ta, BK nó thấm lắm, mình sao nó không mình đánh mãi mà nó không chết anh em. Đấy, để cho nó tự auto luôn, nó đánh đủ kill luôn anh em mình. Nhấp rồi thành như là nha, đó đó. Đúng là nhấp nó không có tác dụng anh em ơi, nhấp nó đánh không có thẳng tay cho lắm. Thôi kệ, để cho nó tự auto luôn anh em. Đấy, tự auto luôn. Chạy đi. Đấy. Thấy nó tự auto, thấy nó khỏe hơn anh em ơi. Đấy, có thằng nào đứng kế bên mình anh em. Đây đúng là auto, nó tự auto khỏe hơn đánh tay anh em ơi. Nó auto nó hay hơn anh em ơi. Hình như nó đánh đầy đủ kỹ năng luôn. Đấy mà anh em nhìn thấy là mình đánh tay nó rất là dở luôn anh em. Đánh tay nó rất là tệ luôn, không hiểu gì sao luôn á. Nó mình cần thì mình chạy thôi, cái này mình chỉ cần chạy thôi anh em ơi. Ồ thì ra là auto ngon hơn anh em ơi, auto ngon hơn. Đó chạy thôi. Trên bàn rồi chậm kịp anh em ơi. Tính ra là cái auto này nó auto nó đánh nó ngon anh em, nó ra đầy đủ kỹ năng kịp hơn. Nó boost khá là nhanh luôn, nó tự động sử dụng kêu nó nhanh hơn. Còn mình đánh thì mình nhấp hơn, nhiều khi nó không chính xác hơn nè. Ở đây dở luôn. Dở cái là nó không hiện cái đối thủ máu ít lên nha. Phải nó hiện cái con máu ít lên mình còn biết được. Mình đánh luôn nó. Chà, người ta hạn hình như cái số phận của mình hay sao đấy, cứ chơi game là đi sâu quá chết con ơi. Lùi lại đừng đi sâu đấy, đi sâu là không có kết cục tốt. Để mình sẽ không chỉnh gượt con em ơi, nó gượt quá. Dừng lại tại chỗ đi. Nó gượt là dễ chết lắm, đi sâu luôn dễ chết lắm anh em ạ. Rút kinh nghiệm lại. Đấy, tới cỡ này là được rồi nè. Đây đừng đi sâu nữa. Đúng rồi đó, phải dừng lại. Thôi, lùi.
mày hay cung, mày hay cung, mày hay cung. Cái ô tô này nó chậm anh em, nó phát hiện được chậm nó bật ô tô lên nó đứng ngồi nó mới đắt. Ủa mình chưa giết được ai luôn, nãy giờ mới giết được thằng luôn anh em, mới giết được một người luôn á. Không ngờ nó được người nữa anh em ơi, được thằng nữa rồi anh em ơi. Không ngờ mình tệ như vậy luôn á anh em. Thôi mình cứ để cho nó ô tô nó đánh đi anh em. Ủa đứng chỗ rồi kìa. Hình như là ngoài vòng rồi. Ngoài vòng kiểm soát của nó là nó không thể là đi rượu đi đánh gì cho anh em ơi, nó cứ đứng vậy thôi. Còn mình đi tới á, mình đi tới thì bật ô tô lên, mình tắt ô tô lên nó mới bắt nhịp kịp. Còn nó không, nó không bắt nhịp đâu. Nó gặp cái đứng một hồi nó mới đánh. Đấy. Đường mạng nào không, đường mạng nào không, chỗ này đông dữ lắm nè. Trời ơi, nãy giờ có 400 điểm mình chết rồi anh em ơi, tệ lắm rồi anh em ơi. Đây là lần đầu tiên mình đánh tệ nhất luôn á. Mấy lần trước mình còn đánh được dài 1000 mấy điểm á nè. Còn bây giờ thì không có rồi. Nói chung là tệ á. Sao giờ quá tệ vậy ta? Đánh cái kiểu này là coi như là không có vàng, không có bạc gì rồi anh em ơi. Mình tưởng cũng chẳng được gì đâu. Để bắt nó còn làm sao giết được không? Cũng người ta liên cảm 5 mạng, 6 mạng cho mình đánh không chết ai hết trơn vậy ta. Lấy 2 mạng. Thôi quá anh em ơi, giờ cuối anh em ơi. Giờ cuối mới được 2 mạng thôi. 5 giây nè. Ồ giết được 2 mạng cái lên được 29. Không ngờ mình trời ơi. Ủa tổng mình giết địch có 3 hả ta ơi. Trời hàng top 10 giết được 10 địch nè. Ủa sao mà. Ủa sao võ đan nó khỏe dữ vậy ta. Sao võ đan nó đam to dữ vậy ta. Đúng là cái game này võ đan nó đam to thiệt anh em ơi. Võ đan nó gì? Không lẽ tới ngày open mình chơi võ đan anh em. Coi được gì. Mình không biết cái bị. Ủa mình nhận hết rồi mà. Không thể nhận. Để coi à. Chẳng được cái gì ngon lành hết trơn. Mới 46k anh em ạ. Rồi còn cạnh tranh nhất. Để coi cái hộp này. Tống kem. Trời ơi, thôi để ra lại được cái vé nè. Cái quỷ này sao mà nó khó tìm như vậy ta. Để khế lệnh nè. Tỷ lệ nó ra đã thấp rồi. Bán thì không thấy ai bán anh em ơi, chỉ có đấu giá thôi anh em ơi. Mình cũng không biết làm sao để kiếm được nó nữa. Không có vàng để đấu giá luôn. Rồi, nói chung là chỉ như vậy thôi anh em ơi. Để coi sắp tới là cái hoạt động gì anh em. À, để coi lịch. Giờ này đang là 8h40, 9 giờ thì có chích tinh lâu. Ủa chích tinh lâu là gì ta, hoạt động mới đó nè. Chích tinh lâu thì mình chưa biết. Nhưng mà võ lâm cao thủ thì biết nè. Ồ, thực huyệt đảo này chắc khỏi đi quá. Đông quá đông. Cái hoạt động này nó quá đông luôn. Rồi, bye bye, hẹn gặp lại anh em trong video sau nha anh em. Nói chung là lần này thất bại rồi anh em ơi. Anh pha test thì mình thất bại thật, nhưng mà tới cái OP thì mình không thất bại đâu nha anh em. Tới OP là mình sẽ khác rồi.